Xin chào các bạn trở lại với kênh Yêu Miền Tây 63 nha. Hôm nay thì mình cũng có dịp tình cờ đi vào trường buổi tối á, trường trung học cơ sở Hòa Khánh á. Mình lại gần mấy gốc cây và mình xem con ve nó lột xác nữa nè. Đó. Nói chung là giấc tối thường thường mình đi hay đi đánh bóng chuyền nên mình có cơ hội gặp mấy con ve này mình quay lại thôi. Ve buổi tối á, nó lột xác rất là nhiều luôn á. Đó. Đây là đang lột luôn á. Để mình canh, lúc nào mình cũng canh khoảng tầm là khoảng 7 giờ rưỡi á thì dê, dê lột rất là nhiều luôn. Đây là những con dê đang lột nè. Bình thường á mình chỉ ban ngày thì mình chỉ thấy những con ve nó lột sẵn rồi nó kêu không à, những con đã trưởng thành rồi, chứ mình không có thấy được những cái con mà đang lột như thế này, là chỉ có vào ban đêm thôi. Để mình đi vòng vòng đây nè, cái vỏ con này nó đã lột rồi nè, quá trời dê dê nó lột nè. Mình quan sát kỹ nó thì mình thấy hai cái cánh non nó nhô lên luôn, nó chút ngược cái đầu nó xuống. Con dê dê này là chuẩn bị nó đang lột thành con mới nữa. Đó, nó đang bám vào và nó từ từ, nói chung là mình thấy nó cũng quá trình nó hơi bị lâu đó, nó lột chứ không có phải lột liền, nó làm chậm đó. Đây, cái con này là chuẩn bị lột á. Đó. Đó. Nó chuẩn bị lột. Còn đây là con dê dê đã lột rồi nè, đây là. Nó tách cái phần mình nó thấy, mình thấy có cái đó, tách chỗ này ra nè. Nó lột mất tiêu cái bà nó di chuyển nó đi chỗ khác. Đi qua góc phần bên đây thử có con nào bên đây đang lột không. Wow. Đây là đó, đây là con này hình như nó lột rồi. Con này thì nó đang lột vỏ nè. Đó. Nó hơi xanh đó. Dê nó bay nó rớt ngay chỗ mấy cái đèn đó, nó bay nó đậu nó rớt xuống nè. Đây là những cái con dê đã trưởng thành rồi nè. Đó. Ban ngày mình sẽ thấy những con này nhiều hơn. Ban đêm mình mới thấy được những con dê nó lột đây. Đó. Mình cứ đi dọc theo hành lang của trường mình sẽ thấy. Đây. Đó. Đó. Mình đi dài dài đây rất là nhiều luôn. Đó. Đây. Nó lật ngửa lên luôn. Đây mấy con dê dê này là nó cái tối nó bay vào chỗ dọc hành lang á. Nó theo đèn. Nó đèn nó rớt xuống. Con dê dê này nó bay. Đó. Mình đụng nó cho nó kia. Đây. Di chuyển liên tục luôn. Đây. Lật ngược xuống rồi. Rớt luôn á. Đây mình ai mà chịu xuyên vô bắt dê dê cho gà ăn á. Rất nhiều lắm luôn á đây nè. Đó. Nguyên con dê dê rớt xuống luôn. Nó chói những cái bóng đèn này nó bay nữa. Nó rớt xuống dọc lừ hết chân nè nó. Đây mình thấy. Đó. Nó cứ bay theo cái bóng nó rớt vô chỗ nó bay theo chỗ nào có ánh sáng nhiều á, nó sẽ bay, thường thường nó bay giống như bay vô lên bóng đèn nó chạm nó bay vô vách tường nó rớt xuống đất rất là nhiều. Nó giống như kiểu con bồ hông đi ở dưới mấy cái gốc cây với giấc tối ha, nó phun nó đậu trên gốc cây nó kêu khủng khiếp, mà nó phun ba cái nước xuống á.
xung quanh lấy gốc cây là mình nhìn xuống luôn, mình ướt luôn, mình tưởng là mưa không có sương á, nhưng mà thật ra là nước cũng về về. Đây là trong cái thời gian mình rảnh rỗi á, mình lấy mấy con dê dê mình xếp thành cái hai cái chữ này, các bạn thấy không?